phun nước Chevy tiếng Ý Fontana di Chevy là một đài phun nước ở quận Chevy ở Roma, Italia, do kiến trúc sư Ý Nicola Salvi thiết kế và hoàn thiện bởi Pietro Branci. Đài phun nước cao 26,3m và rộng 49,15m là đài phun nước Barocco lớn nhất ở thành phố và là một trong những đài phun nước nổi tiếng nhất trên thế giới. Đài phun nước đã xuất hiện trong nhiều phim nổi tiếng bao gồm phim La Dolce Vita của Federico Fellini và Roman Holiday. Đài phun nước Chevy là đài phun nước phong cách Barocco lớn nhất tại Roma và là kiệt tác vĩnh cửu của Nicola Salvi và Giuseppe Panini. Đài phun nước được tên theo vị trí của nó ở ngã ba của ba con đường Chevy. Các cuộc thi đã trở nên phổ biến trong thời kỳ Baroque để thiết kế các tòa nhà đài phun nước cũng như các bậc thang Tây Ban Nha. Vào năm 1730, giáo hoàng Clemente 13 đã tổ chức một cuộc thi, trong đó Nicola Salvi ban đầu thua Alessandro Galilei. Savi vẫn được trao dự án công việc bắt đầu năm 1730 và khai thành giáo hoàng Clemente 8. Đài phun nước Chevy được tạo ra bởi chủ yếu từ đá vôi và đá cẩm thạch Carrara. Nổi bật giữa đài phun nước là một vị thần Oceanus Zosia cưỡi trên một chiếc xe ngựa hình vỏ sò được kéo bởi những chú ngựa và hai vị thần Chiton. Bức tượng Urban đứng ở góc phía bên trái đang khua chiếc sùng để kết hoa kết quả. Sau khi đó, ở phía đối diện là bức tượng đội vòng nguyệt quế cầm một chiếc cốc và một con rắn uống nước khổng lồ. Những người mê làm vườn sẽ thích thú khi cổ phát hiện 30 loài thực vật khác nhau được chạm khắc vào đài phun nước. Nguồn của đài phun nước là một trong những đường ống dẫn được hoàng đế xây ra Augusto xây dựng và đã được sử dụng từ năm 17 trước công nguyên, nên nước luôn trong tình trạng trong veo sạch sẽ. Chuyến ghé thăm đài phun nước không thể coi là hoàn hảo nếu du khách không tung một ít tiền lẻ vào đài phun nước. Người ta cho rằng một đồng xu sẽ khiến bạn trở lại thăm Roma, hai đồng xu sẽ làm bạn đem lòng yêu một người La Mã và ba đồng xu là tín hiệu cho tiếng chuông đám cưới của bạn. Cho dù những điều kiện trên có ứng nghiệm hay không, đài phun nước thu được khoảng 400.000 USD mỗi ngày và mỗi buổi sáng, người ta sẽ vớt những đống tiền xu và quyên góp cho tổ chức từ thiện địa phương.